Thưa quý vị và các bạn, báo chí Hưng Yên có những đóng góp rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là đồng hành cùng sự phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm qua. Để báo chí thực sự là công cụ tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền, người bạn đồng hành của nhân dân, mỗi nhà báo và cơ quan báo chí trong tỉnh hãy tiếp tục nâng tầm của mình trong giai đoạn hiện nay. Ngoài chức năng thông tin thì báo chí phải nhanh nhạy trong định hướng dư luận, làm tốt hơn sứ mệnh vẻ vang của mình, đó là những đánh giá, động viên và định hướng cho các nhà báo và cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Tỉnh Hưng Yên của chúng ta có hai cơ quan báo chí quan trọng nhất, một là báo Hưng Yên, hai là Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Trong suốt thời gian vừa qua, báo Hưng Yên đã khẳng định là công cụ tuyên truyền quan trọng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên thông qua việc tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia rất tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, rất tích cực đổi mới về nội dung, đa dạng hóa về hình thức, các ấn phẩm, sản phẩm báo chí có chất lượng ngày càng cao để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của bạn đọc. Tôi rất là vui mừng phấn khởi trước những cái sự phát triển và trưởng thành của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên. Tất cả những cái thông tin trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên đã góp phần rất quan trọng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở ngành, các địa phương theo hướng là đa chiều. Họ không chỉ qua Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên để tiếp cận với những thông tin mới, đấy, với những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, đặc biệt là vấn đề gì đang xảy ra đối với ngành và lĩnh vực, để qua đấy cũng rút kinh nghiệm và phát huy những cái kết quả, những cái thành tích, những cái mô hình hay, cách làm có hiệu quả. Và một điểm ấn tượng nữa mà tôi cũng xin được ghi nhận, Đài Phát thanh và Truyền hình đã phản ánh đa chiều hơn, toàn diện hơn, bên cạnh những mặt tích cực, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, cũng không quên đưa những tin bài phản ánh những mặt trái của xã hội, những biểu hiện vi phạm, những tệ nạn xã hội để giúp cho người dân, rồi cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và chấp hành pháp luật. Khi mà chúng ta đang đứng trước rất nhiều các cái cơ hội và thách thức, thế cho nên là ba thứ sau đây các đồng chí cần phải quán triệt. Một là cần phải không ngừng phát triển đội ngũ cán bộ phóng viên, người làm báo, cán bộ kỹ thuật, nâng cao năng lực, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và khả năng tiếp cận các công nghệ phát thanh và truyền hình mới, để đưa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên của chúng ta không ngừng được hiện đại hóa, cung cấp những sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ cao và có sức lan tỏa lớn. Cái thứ hai nữa là không ngừng tiếp cận, đầu tư, ứng dụng các công nghệ phát thanh và truyền hình tiên tiến và hiện đại, và đặc biệt trước mắt các đồng chí cần phải tập trung triển khai tốt dự án xây dựng trường quay, đồng thời quan tâm đầu tư nâng cấp các trang thiết bị theo xu hướng hiện đại, tiếp cận dần tới các cái chuẩn mực công nghệ của phát thanh truyền hình thế giới. Cái vấn đề thứ ba cần phải quan tâm không ngừng đổi mới về phương thức, nâng cao về chất lượng và hiệu quả nội dung thông tin và tuyên truyền, tiếp tục làm kênh thông tin đa chiều, đa dạng, có sức lan tỏa rộng nhất, nhanh nhất. Sắp đến ngày 21 tháng 6, kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi kính chúc các cán bộ, phóng viên, người làm báo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, các cán bộ, phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên luôn dồi dào, sức khỏe, hạnh phúc và thành công, và chúc các đồng chí vững tay chèo và thực sự là những phóng viên,
người làm báo tâm sáng, lòng trong, bút sắc. Để thực sự báo chí, thông tin và truyền thông là công cụ thông tin tuyên truyền quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn tới đây, khi mà tỉnh Hưng Yên của chúng ta bước vào giai đoạn rất quan trọng, đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa để xây dựng tỉnh Hưng Yên của chúng ta trở thành tỉnh công nghiệp mạnh, nông nghiệp hiệu quả và phát triển nhanh, bền vững.